Dân và vườn mai chích chè bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà một cái lô mai dảo Thủ Đức của vườn nhà em ha. Hiện tại thì em có tầm khoảng 500 cây nha cả nhà. Nhưng mà đặc biệt là cái lô mai này cây rất là tốt luôn nha. Cây rất là xum xuê luôn, nó có nhánh luôn rồi ha. Và em bán với giá cũng rất là hữu nghị. Em bán với giá là 200.000 một cặp. Em bao phí ship toàn quốc luôn nha cả nhà. Và đây bây giờ em sẽ cho cả nhà xem ha, chi tiết từng cây. Nói chung cái lô mai này nó rất là tốt, rất là đẹp luôn nha, cả nhà thấy không? Đó, cây cao tầm khoảng 4 tấc hơn nha. 4 tấc hơn, ví dụ như có cây như thế này đây. Tầm khoảng 2 gang tay của em nha. Còn tất cả các cái gốc thì đều được là ghép cái gốc nhớt uống rễ hết ha. Đã xử lý đế hết rồi nha cả nhà. Đây là cái chọt bo ghép ha. Đây là cái chọt bo ghép. Đây em thấy nó cũng gần liền cốt rồi đó. Rồi cái này Tết thì chơi nụ là ok luôn nha cả nhà. Tết thì chơi nụ là ok luôn nha. Đây, em đưa cả nhà xem. Đó, cây rất là xum xuê luôn nha. Đó, đây. Đó, nói chung là các cái bộ đế thì đều được xử lý đế hết nha. Đó. Rồi cái chọc bo ghép thì đây nè, em tháo cái dây xanh được rồi ha. Thì cái này em cũng đã dựng kẽm rồi nha. Dựng kẽm rồi thì để cho khi mà chúng ta gửi á thì cây nó cũng sẽ đảm bảo nó không có bị gãy ha, bị gì hết. Là cái chọc bo ghép nó cũng mập lắm rồi nha cả nhà. Đây em cho cả nhà xem ha. Còn cái gốc này nó đều được xử lý đế hết nha. Cái này em bán với giá 200.000 một cặp nha. Em bao phí ship toàn quốc luôn. Em ship từ một cặp trở lên ha. Đây. Cây rất là tốt luôn nha cả nhà. Cây rất là xanh tốt luôn á. Tầm 2 gang tay của em trở lên nha. 2 gang tay cho em trở lên. Đây hoa của dạo Thủ Đức thì 8 đến 12 cánh nha cả nhà. Đây là tầm khoảng 2 gang của em trở lên ha. 2 gang em chắc khoảng 3 tấc 6, 3 tấc rưỡi trở lên đi ha. Rồi cái cây này nè. Đó. Cái bo ghép thì nó mập rồi nha. Bo ghép thì nó muốn liền cốt luôn rồi. Đây cây rất là đẹp luôn nha cả nhà. Cây rất là đẹp luôn nha. Đó, cây nó xum xuê lắm. Đó, cả nhà thấy không? Cây rất là xum xuê nha. Cái này cái chọc bo ghép của nó rất là mập luôn rồi nè. Nó muốn liền cốt luôn rồi đó. Cây này về mình nuôi mình khỏi sợ gì hết ha cả nhà. Rất là ok ha. Đó. Cái này Tết là có nụ luôn, chơi Tết luôn nha. Mấy bo chơi Tết rất là ok luôn. Đây, đó, cái gốc của nó nha. Em ship từ một cặp trở lên ha. Nhà em không bao phí vận chuyển nha cả nhà. Đây là mai dảo Thủ Đức nha. Dảo Thủ Đức. Đây em quay thêm một số cây cho cả nhà xem ha. Cây rất là xum xuê luôn ha. Đó, cái bo ghép nó sắp liền cốt luôn rồi. Liền cốt luôn rồi đó. Rồi đây. Rồi, cái lô này em bán với giá 200.000 một cặp. Vậy em bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Em ship từ một cặp trở lên. Rồi, ai thích thì liên hệ bên vườn mai chích chè bông của em nha. Cây xanh tươi luôn, rất là tốt luôn nha cả nhà.